Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và chào mừng quý vị đến với chương trình Thông báo sinh hoạt cộng đồng của chúng tôi ngày hôm nay. Và thưa quý vị, ngày hôm nay bên cạnh Vân Anh là một khuôn mặt rất là quen thuộc và xinh đẹp của chúng ta, đó là cô Diana Phạm. Cô là Hoa hậu Việt Nam San Diego năm 2017. Chào Diana. Dạ, con chào cô và con cũng xin kính chào quý vị của đài VNTV. Thưa quý vị, trong suốt một năm vừa qua, chúng ta thấy là cô Hoa hậu khả ái của chúng ta, ngoài việc cô đã lãnh cái vương miện Hoa hậu, cô còn sinh hoạt rất là nhiều trong cộng đồng của chúng ta trong suốt một năm vừa qua. Yeah. Thì ngày hôm nay, thời gian không còn bao lâu nữa là Diana sẽ trao cái vương miện đó cho cô Hoa hậu mới của chúng ta năm 2018. Thì Diana có những kỷ niệm gì không? Cảm thấy là nếu mà mình làm lại từ đầu thì vẫn tiếp tục mà tham gia và sinh hoạt phải không? Dạ, cho nên cũng may lắm là con sinh hoạt cũng rất nhiều và con cũng gặp cô ngoài đúng nhiều rồi. Nhưng mà cô chưa chán con luôn. Chưa chán. Dạ, nhưng mà con nghĩ trong cái thời gian mà mình đã làm hoa hậu thì đó là một cái cơ hội để mình học hỏi thêm về chính mình. Và khi mà con ra cộng đồng và gặp những người lớn trong cộng đồng như cô thì con cũng học hỏi rất nhiều về văn hóa của người Việt Nam của mình. Vâng, quý vị thấy là cô hoa hậu của chúng ta rất là trẻ tuổi phải không quý vị, và nói tiếng Việt rất là giỏi. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi xin được gửi đến quý vị những cái chi tiết cho 3 ngày hội chợ Tết sắp tới của chúng ta tại Mira Mesa vào ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Và năm nay đặc biệt là với chủ đề Xuân với muôn hoa phải không quý vị, và trong 3 ngày đó là ngày thứ 6 bắt đầu từ 16 tháng 2, tức là nhằm đúng ngày mùng 1 Tết, và ngày thứ 7 là ngày 17 tháng 2 là ngày mùng 2 Tết, và ngày chủ nhật là 18 tháng 2 đúng vào ngày mùng 3 Tết. Bây giờ chúng ta sẽ gửi đến quý vị những cái chi tiết trong ngày thứ 6 trước. Vì thưa quý vị, Vân Anh được biết là trong năm nay ban tổ chức của hội chợ Tết với sự tổ chức của Liên hội tuổi trẻ Vaya cùng với sự hợp tác của Hiệp hội Người Việt San Diego có rất là nhiều những chương trình đặc biệt hơn nhiều năm, hơn năm ngoái nhiều. Dạ, phải không? Chán luôn đó cô. Thì ngày thứ 6 mình bắt đầu mấy giờ đây? Dạ, 5 giờ tới 10 giờ đêm. Và cái chương trình thứ 6 mình có những cái tiết mục như thế nào? Dạ, thứ 6 thì cho quý vị mà thích coi đội múa lân hoặc là coi mấy người nhảy đầm thì that's a good day to go. Cho nên ngày đó thì có B-boy dance competition. Oh wow. Yeah. Tức là các em sẽ thi phải không? Dạ vâng cô. Các em thi nhảy trong buổi tối thứ 6. Dạ. Thứ 6 bắt đầu từ 5 giờ tới 10 giờ. Dạ. Dạ. Và bên cạnh đó chúng ta còn thưởng thức những cái món ăn rất là đặc biệt. Dạ. Phải không Diana, với những cái danh hàng thức ăn năm nay rất là phong phú. Dạ, và nhất là cho những quý vị mà thích ăn phở thì Diana cũng mời quý vị tới ngày thứ 7, tại vì ngày đó thì sẽ có phở eating contest. Ăn phở mà thi ăn phở quý vị, và sẽ có giải thưởng, tức là cho dù chúng ta không thắng giải đi chăng nữa chúng ta cũng được ăn phở phải không? Dạ. Và phải ghi danh phải không? Dạ, lúc 4:30. 4:30 vào ngày thứ 7. Cho nên quý vị nhớ nha quý vị, 4:30 ngày thứ 7 là cuộc thi ăn phở. Dạ. Và có cần phải ghi danh trước không? Dạ, cần phải ghi danh trước cô. Quý vị có thể lên trang nhà của hội chợ Tết với địa chỉ là sdtet.com để biết thêm chi tiết, là ghi danh trong cái chương trình rất là thú vị sắp tới là ngày thứ 7, ăn phở vào lúc 4 giờ. Dạ, và ghi danh là 4:30 cô. Ghi danh là 4:30. Dạ, không? Nhưng mà thi là 5:30. Tại vì cô chỉ muốn là cái giờ ăn là lúc yes, nào cô. Thôi là quan trọng. Xong rồi khi mà cô ăn xong á thì cô lại cái main stage lúc đó 5:30 là cuộc thi Hoa hậu Việt Nam San Diego, là một cái chương trình đặc biệt nhất trong hội chợ Tết năm nay. Dạ vâng. Bây giờ chúng ta có thể nhắc sơ một cách khái quát về cuộc thi Hoa hậu ngày hôm nay. Diana có biết là có bao nhiêu thí sinh dự thi năm nay không? Dạ, như năm nay có khoảng 8 người thí sinh, và quý vị có thể lên xem trên Facebook và vote cho người mà mình muốn. Đúng rồi. Vâng, thưa quý vị nhớ đến để mà ủng hộ cho ban tổ chức và đặc biệt là ủng hộ cho cuộc thi Hoa hậu. Xong rồi trong cái thời gian mà mấy người thí sinh đang thay quần áo thì cũng có performance của Thanh Hà và Lai Anh Tú. Lai Anh Tú. Dạ. Dạ. Thưa quý vị, đó là một chương trình văn nghệ mà quý vị thấy là Vân Anh được biết là mà ban nhạc trong cái chương trình hội chợ Tết năm nay là ban nhạc Mystic. Yes. Với các ca sĩ tại địa phương, tuy nhiên cũng có ca sĩ chuyên nghiệp như là Diana vừa mới chia sẻ với quý vị, đó là ca sĩ Thanh Hà và Lai Anh Tú. Một chương trình văn nghệ rất là đặc sắc, cũng bắt đầu tập vào buổi chiều thứ 7, cho nên
cái buổi chiều thứ bảy sẽ rất là đông. Thì thưa quý vị, cũng như mọi năm, chúng ta sẽ có những cái quầy hàng ăn với sự hợp tác của rất là nhiều những cái nhà hàng tại San Diego. Và chúng tôi được biết là cũng như mọi năm có sự góp mặt của rất là nhiều hội đoàn, đoàn thể trẻ tại San Diego, như là Trung tâm Việt ngữ Văn Lang, Trung tâm Việt ngữ Lạc Hồng, Lê Quý Đôn, Bayside, Rosa Park, trường tiểu học Rosa Park, và các em cũng sẽ góp mặt với những tiết mục văn nghệ rất là đặc sắc. Dạ đúng rồi cô. Nhiệm vụ của Nana ngày hôm đó là làm gì nè? Ngoài ra con đi trao giải thì quý vị có thể thấy con trong fashion show ngày thứ bảy. Wow, sẽ có một cái fashion show hả Nana? Dạ. Dạ vâng. Bây giờ mình nói tiếp đi, là qua ngày chủ nhật là bên anh cũng được biết là cũng có một cái chương trình rất là đặc biệt mà chưa bao giờ có. Dạ. Từ trước đến nay. Dạ, cho nên năm nay hội chợ Tết buổi chủ nhật sẽ bắt đầu từ 11 giờ sáng tới 10 giờ đêm. Wow, rất là đặc biệt quý vị. Quý vị nhớ là mọi năm là ngày chủ nhật đó là kết thúc rất là sớm. Bên anh nhớ là 4 giờ, 5 giờ là bắt đầu kết thúc rồi. Dạ. Nhưng mà năm nay ban tổ chức muốn dành cho quý vị có nhiều thời gian để mà đến vui chơi xuân. Cho nên ngày hôm năm nay chủ nhật kéo dài tới 10 giờ đêm luôn. Dạ. Phải không? Và chương trình gì đặc biệt trong ngày chủ nhật? Chủ nhật thì... con lấy chồng cô. Thưa quý vị, hàng năm hội chợ Tết thì sẽ có một cái tiết mục mà đặc biệt lắm mà ai cũng mê, và cá nhân Vân Anh rất là mê, đó là đám cưới đầu xuân. Dạ, vâng. Các em sẽ dựng lên một cái hoạt cảnh rất là thật, đám cưới cũng với tất cả những cái phong tục của một cái đám cưới làng quê Việt Nam. Dạ. Và cô Dana của chúng ta sẽ là cô dâu. Vậy chú rể là ai vậy Dana, biết chưa? Dạ, con cũng không biết luôn con. Trời, còn có mấy ngày nữa đám cưới mà chưa biết mặt chú rể hả? Thưa quý vị, và Vân Anh được biết là năm nay các em trong Liên hội Tuổi Trẻ Và Già cho biết là vì năm nay là năm Mậu Tuất, tức là năm con chó. Dạ. Cho nên sẽ có một cuộc thi về chó. Dạ. Quý vị có chó dẫn đến vào mấy giờ ngày chủ nhật vậy Nana? Dạ, trong ngày chủ nhật thì mấy em có thể đi cả ngày luôn. Nhưng mà mình có một cái cuộc thi là mặc costume, tức là hóa trang cho những con chó để quý vị có thể mang tới để dự thi và có giải thưởng. Dạ. Thì mình có biết là mấy giờ là cuộc thi đó bắt đầu hôm nay Nana? Dạ, cái đó nếu quý vị muốn biết thì con đề nghị lên trên trang của Facebook của SC Tết Mia Misa. Thưa quý vị, cô Dana của chúng ta lúc nào cũng muốn mang cho đến cho quý vị những bất ngờ, cho nên cổ lúc nào cũng bí mật. Và thưa quý vị, một lần nữa, cuộc thi hóa trang cho các chú chó của chúng ta tại để mừng xuân Mậu Tuất sẽ vào ngày chủ nhật. Một lần nữa quý vị có thể vào trang nhà của SD Tết để biết là mấy giờ thì cái chương trình đã bắt đầu. Tuy nhiên ban tổ chức muốn quý vị là tham gia nhiều tiết mục, cho nên quý vị đến ở nguyên ngày cũng được luôn. Dạ, đó có cuộc thi Golden Voice luôn đó cô. Đúng rồi, Golden Voice. Thưa quý vị, Vân Anh cũng đã thông báo với quý vị trong những ngày qua trên làn sóng của VNTV là sẽ có một cuộc thi hát Golden Voice, và hễ nói thi là phải có giải thưởng. Dạ. Đúng không? Rất là hấp dẫn, và đặc biệt vào cửa miễn phí. Cho nên mời quý vị vào thăm trang nhà SD Tết cũng như là vào cái Facebook của Hội chợ Tết tại San Diego. Quý vị cứ search vào là Hội chợ Tết San Diego, bấm vào chữ Mira Mesa thì nó sẽ hiện ra. Và cái điều quan trọng nữa là quý vị phổ biến cho bạn bè đến thật đông. Và quý vị cũng có thể mời bạn bè người Mỹ, người bản xứ để đến, để mà cùng thưởng thức cái Tết rất là truyền thống người Việt Nam, phải không Dana? Dạ vâng cô. Dana có lời gì mời gọi bạn trẻ của chúng ta đến năm nay thật là đông nữa đi. Let's see. So, hi everyone, I'm Diana, and I just want to invite you all to our Fet Festival this year. We have a whole lot of things going on, and for the very first time, we're going to be running from Friday to Sunday, and Sundays until 10 p.m. Usually every year we stop around 4, but this year it's going to be a party. Tại vì có nhiều tiết mục quá, phải không? Dạ, vâng. Vâng, thưa quý vị, trước khi tạm biệt quý vị thì Vân Anh sẽ được nhắc lại một lần nữa, hội chợ Tết năm nay cũng như mọi năm nhưng rất đặc biệt với 3 ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật 16, 17, 18 tháng 2 nhằm mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết, với sự góp mặt của các nhà hàng tại San Diego và các hội đoàn đoàn thể. Đặc biệt VNTV năm nay cũng góp mặt có một gian hàng ở hội chợ Tết năm nay, Dana phải nhớ tới nha. Yes, cô có rất là nhiều tiết mục đặc biệt trong cái gian hàng của VNTV, mời quý vị ghé thăm. Và một lần nữa, đến với hội chợ Tết năm nay để bảo tồn những phong tục tập quán của chúng ta, và đến để hỗ trợ tinh thần cho ban tổ chức để các em tiếp tục có niềm tin để tiếp tục thực hiện những cái hội chợ Tết sắp tới của chúng ta quy mô hơn, đẹp hơn, và một cái hội chợ Tết mà chúng ta không thể thiếu được trong 3 ngày xuân, phải không quý vị?